Các bạn các anh chị hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái xe Accenter có đủ màu luôn, trắng xanh vàng đỏ, trắng xanh vàng đỏ đủ màu hết Accenter. Và trước khi giới thiệu với các bạn các anh chị những chiếc Accenter rất là đẹp thì em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một cái chiếc xe Honda Way, một cái chiếc xe Seaboard tượng trưng thôi, và một chiếc xe Rim đi. Đó, chiếc xe Rim em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị. Đó, đây là chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số, rất là mới, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, xe còn khá là liền lạc, sạch sẽ, đẹp từ trên xuống dưới nè. Đó, các bạn thấy không? Liền lạc. Máy móc rất là sạch sẽ luôn. Đây là có bẩn biết đầy đủ nha các bạn, em mở ra để các bạn các anh chị xem thôi. Đó, còn khi mà các bạn các anh chị tới là các bạn các anh chị xem nữa cho nó kỹ hơn. Còn em mở ra để các bạn các anh chị thấy là nội thất của em ở bên trong nó là như vậy, thấy không? Mình sườn. Đó, bấm điện còn nguyên, mình sườn bấm điện gì còn nguyên hết. Đồ xám, đồ bạc. Không mục mọt chỗ nào hết. Em này mang biển số là 51U5-2581. Đẹp từ trên xuống dưới nè, bấm điện nè. Gấp nè, tem gấp còn nguyên. Cái bô là 1985 nè. Đầu là ơ T nè, 32 nè. Bẩn nó là đây nè, đây nè, đó. Bẩn đây. Bẩn đây là chân nha các bạn. Đó, đầy đủ. Máy móc thì rất là ngon. Xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số này thì mình mong muốn bán với giá là 33.500.000 nha các bạn. 33.500.000, xe chính chủ, bao thử, bao test, bao kiểm tra, bao ký giấy sang tên toàn quốc luôn. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe. Xe này là chiếc Honda Wenfa tuyệt đẹp luôn. Đầu nồi chưa rớt. Phúc Sơn Rim em rin, đầu nồi chuẩn, xe rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, liền lạc, sạch sẽ. Hình thức đó, không thấy học xe nó còn bén, chưa có dặm tốt gì hết. Đó, sơn lóc như sơn chưa dặm gì hết. Đó, và với một cái chiếc xe Honda Wenfa này rất là đẹp luôn các bạn, được rút hồ sơ sẵn rồi, hồ sơ rút sẵn luôn. Đó, hồ sơ cầm tay. Và với cái chiếc xe Honda Wenfa hồ sơ cầm tay lúc sẵn này, máy móc thì cực kỳ ngon rồi.
kỳ ngon êm. Thì với chiếc xe Honda Wave này thì mình mong muốn bán với giá là 24 triệu nha các bạn. 24 triệu. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn sơ chiếc xe Swan này, là chiếc này là đời 98 nha các bạn. Đó, chiếc này đời 98. Nhưng mà cái chiếc xe này thì để khá lâu, xe này là để lâu lắm rồi, không có đi. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích thì cũng đến luôn. Đó, 98, Sibor 98. Giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Biển số mới bấm tức thì đây, 59E224311. Đó. Và với cái chiếc xe này thì mình đi thì khá là ngon. Nhưng mà trước khi đi mà lâu quá các bạn đạp máy nó cũng cực lắm. Phải nhấc nhau, mình phải thỉnh thoảng là mình không đi thì mình phải khởi động nó thì nó sẽ ok. Con xe nó để khá là lâu rồi, mới lắm biển số đó. Và cái chiếc Sibor này là bán 199 triệu nha các bạn. 199 triệu Sibor 98. Rồi, em xin cảm ơn. Đó, quay về những chiếc xe phổ thông thì mình muốn giới thiệu với các bạn, các anh chị, cái chiếc xe Exciter 135 này nó tuyệt đẹp, phiên bản kỷ niệm 10 năm này. Đó, đó, Exciter màu xám, Exciter RC màu xám. Exciter liền lạc sạch sẽ, đầu nồi chưa rớt, xe này giữ, xe này rất là đẹp luôn. Em này mang biển số là 59E150490. Và với chiếc Exciter này thì bạn rất là chắc. Và với chiếc Exciter này thì mong muốn bán với giá là 20 triệu. 20 triệu nha các bạn. Đó, Exciter. Rồi, và kế Exciter á thì có khá là nhiều Exciter khác luôn. Đủ màu các bạn. Exciter đủ màu, trắng xanh vàng đỏ. Đó, trắng xanh vàng đỏ, Exciter đủ màu hết. Trắng xanh vàng đỏ. Và một càng cũng có nha các bạn. Đây, Exciter này là một càng số tự động đó các bạn. Đó, chiếc màu đỏ đen cũng số tự động luôn. Đó, chiếc mà đỏ trắng đen này thì số quân tây hai càng. Đó, rồi xe xanh này cũng hai càng. Đó, nói chung là thật ra nó cũng giống giống nhau hết các bạn. Rồi, xe dưới đây cũng vậy, nó có số tự động vẫn là như là 6 chiếc thì 3 chiếc số tự động, 3 chiếc số côn tay Amaya, giống như là 3 chiếc một càng, 3 chiếc hai càng, đủ màu đủ sắc. Thì các bạn, các anh chị lựa chọn cho mình như thế nào thì tùy cái quyền quyết định của các bạn. Và xe thì nó có hồ sơ cầm tay sẵn, cũng như là xe có biển số sẵn. Đó, thì mỗi xe nó khoảng cỡ chừng 4 mấy triệu. Thì các bạn, các anh chị cứ lựa chọn theo cái sở thích của mình. Đây là đặc biệt là các bạn trẻ đó. Chứ bây giờ nó cũng giống giống nhau đó, thì mình giới thiệu nó chi tiết đó, thì nó lại nó trùng lặp nhiều quá. Thì thôi, thì hy vọng các bạn, các anh chị tới chiếc xe nào thì mình quan tâm chiếc nào thì mình sẽ có một cái chiếc đó các bạn, các anh chị coi thực tế. Và với một cái chiếc như vậy thì mình ở thành phố thì mình lấy, mình bấm biển số liền cũng được. Còn nếu mà mình ở tỉnh thì mình đem về tỉnh mình cũng bấm biển số liền luôn cũng được. Xe là tất cả là đầu nồi chưa rớt, chính chủ hết nha các bạn. Và có một cái chiếc xe hàng sưu tầm, đó là chiếc xe Custom. Đó, chiếc xe Custom này á, là một cái chiếc xe của người phụ nữ lớn tuổi. Nói chung là cô giống như là không đi nữa, để lại để lại đây, hàng sưu tầm, hàng hiếm đó, cực đẹp luôn.
Em này mang biển số là 59V3 59708. Nó rin hết các bạn, nó rin từ trên xuống dưới, nó rin từ trước ra sau, không? Tem Nhật còn luôn, tem nhôm á các bạn, cái tem nhôm á. Rồi tem lock, tem gấp gì có đều đầy đủ, còn nguyên si hết, vẫn rin luôn. Đây, thùng yên gì tem còn nguyên. Đó. Đó. Lốc quá đẹp. Nói chung là đồ nó còn rất là đẹp. Và với một cái chiếc xe custom đẹp tuyệt vời vậy, xe hàng sưu tầm mà đẹp thì phải là đầu nồi chưa rớt nha các bạn. Đó. Đẹp là phải đầu nồi chưa rớt. Đó. Với một cái chiếc xe custom còn rất là đẹp như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 48 triệu. 48 triệu nha các bạn. Đó. Thì các bạn các anh chị cứ tới tham quan cũng như là thử test xe các kiểu, nào hài lòng vừa ý thì chúng ta cùng ra phòng công chứng để ký hợp đồng công chứng mua bán. Và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán á thì mình mới thanh toán sau cùng nha các bạn. Còn nếu các bạn các anh chị ở xa thì em sẽ cho xe hoặc là chở các bạn hoặc xe về đến tận nhà cho các bạn các anh chị yên tâm luôn. Đó, một lần nữa em chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào.